mới là tiên sinh đây. Bác chị Nguyễn Văn Tân chuẩn bị. Đây là mấy đầu tiên xin chào mừng quý vị ban giám khảo đến với bữa cơm gia đình của cảng hàng không Cà Mau. Thì theo tiêu chí chương trình thì cảng hàng không Cà Mau đã tham gia 4 món ăn và 1 món tráng miệng. Món chính của mình đó chính là vịt hầm hạt sen. Món thứ hai đó chính là thịt nhồi với chả cá sốt cà chua. Món thứ ba đó chính là tôm càng xào cải thề. Món thứ tư đó là rau củ hấp ăn với trứng dòng tương. Và món tráng miệng đó chính là đậu xanh nấu với rau biển. Thì đây là một khẩu phần ăn dành cho 5 người. Thì đây là những món ăn rất là đơn giản và dễ nấu trong gia đình. Thì theo như cuộc sống của hiện tại đó, chúng ta không có quá nhiều thời gian để nấu ăn. Thì những món này thì nam hay nữ khi mà trong gia đình chúng ta biết nấu một chút là chúng ta cũng có thể làm được. Đầu tiên là món vịt hầm hạt sen. Thì đây là một món canh hầm rất là bình thường và cơ bản. Thì có hai bài toán đặt ra cho cái món ăn này, đó chính là làm thế nào để vịt không quá có nhiều mùi gia cầm và hạt sen thì không bị đều khi nấu. Thì cả hàng không đã rửa qua muối và rửa qua cái nước canh và gần đập dập. Đối với hạt sen thì cả hàng không đã cho một ít xay nhuyễn, xào chung với vịt và nấu lên. Khi mà vịt gần mềm theo hạt cà nấu một lần nữa, nêm nếm thành phẩm và ra món ăn này. Thì đây là món vịt hầm hạt sen. Món thứ hai đó chính là món tôm càng xào cải thề. Thì món ăn này cũng là một món ăn rất là cơ bản trong gia đình, chúng ta ai cũng có thể làm được. Thì ở đây chủ yếu là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì thường hiện tại trong nhiều gia đình thì người ta không có bỏ cái đường chỉ lưng của tôm, nhưng mà cảng không Cà Mau để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì đã bỏ cái đường chỉ lưng và nêm nếm gia vị vừa ăn và xào với một món ăn xào truyền thống. Món thứ ba, đây là một món mà cảng không Cà Mau sử dụng ý tưởng để thực hiện. Ý tưởng ở chỗ là cảng không Cà Mau tận dụng cái đầu tôm càng để nhồi cái phần thịt với chả cá vào bên trong để tạo hiệu ứng bắt mắt. Đây là món thịt nhồi với chả cá sốt cà chua. Thì cái linh hồn của món ăn này đó chính là chỗ sốt cà chua. Thì cảng không Cà Mau đã chọn 100% cà chua tươi xay nhuyễn. Sau đó thì xào sơ qua cái cỏ nêm nếm vừa ăn. Và một điều đặc biệt cũng là một cái bí quyết mà cảng hàng không Cà Mau muốn chia sẻ, đó chính là thường trong gia đình chúng ta sẽ sử dụng bột bắp hoặc là bột ăn để tạo độ sánh. Cà Mau đã chọn tôm ớt để làm cho nó sánh với món ăn lại. Và thực đây là một bí quyết mà trong món kho hay món xào hay là món tạo độ sốt chúng ta đều sử dụng được tôm ớt. Nó vừa tạo được độ sánh, nó vừa có cay nhẹ, ngọt nhẹ và nó tạo được cái màu rất là bắt mắt. Và đây là một món ăn có thể nói là thể hiện sự táo bạo cảng không Cà Mau. Món này mọi người chưa thấy trên thị trường. Hôm nay thì cảng không có quyết định chọn và thật là bất ngờ, nó cũng rất là kích thích được mùi vị của người dùng, là đậu xanh nấu kèm với bông biển. Thì đó là những món ăn mà cảng hàng không Cà Mau mang đến dự thi ngày hôm nay. Thì đây là lần thứ 7 cảng hàng không Cà Mau đã tham gia ngày hội gia đình. Sở dĩ cảng không Cà Mau muốn nhấn mạnh lần thứ 7 là vì cảng không cảm thấy tự hào và vinh hạnh, bởi vì trong suốt 7 năm qua, từ khi bắt đầu đến hiện tại thì cảng không đều tham gia không sót năm nào. Thì đó là một niềm rất là vinh hạnh và tự hào. Thì mỗi bữa cơm cảng không mang đến đều có những thông điệp và ý nghĩa khác nhau. Thì đối với bữa cơm gia đình lần thứ 7 này, cảng hàng không có hai thông điệp và một đề nghị muốn gửi gắm với ban giám khảo và ban tổ chức. Thông điệp thứ nhất đó chính là hình ảnh đồng phục của cảng không Cà Mau thể hiện được một gia đình hàng không truyền thống. Phía sau là hình ảnh đồng phục của cán bộ công nhân cảng không Cà Mau. Chúng tôi muốn thể hiện một điều là chúng tôi đồng lòng đoàn kết nhất trí trong việc thống nhất xây dựng một gia đình hạnh phúc. Và qua cái ngày hội gia đình, chúng tôi cũng hiểu rõ được rằng cái tầm quan trọng của gia đình trong xã hội và trong cơ quan đơn vị. Thì chúng tôi cũng hay nhắc nhở với người lao động rằng là thời gian làm việc của mình không giống như sở ban ngành là làm giờ hành chính. Chúng tôi làm việc theo ca kíp, trực 24/24 và làm việc theo chuyến bay. Cho nên để mà có thời gian có được bữa cơm trong gia đình là khó khăn và không hề dễ dàng. Do vậy mà thời gian ngắn lại gọn lại quá thời gian rồi nha. Do vậy mà chúng tôi luôn nhắc nhở người lao động là dù thế nào cũng phải dành một ít nhất 1-2-3 lần trong một tuần để dùng bữa cơm gia đình. Thông điệp thứ hai cả không muốn gửi gắm đó chính là hình ảnh đường băng nở hoa bên cạnh bữa cơm gia đình. Đây là một hình ảnh rất đặc biệt và ý nghĩa với cả không Cà Mau trong năm nay và năm sau, bởi vì năm sau là kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cũng là 30 năm lần đầu tiên chặng bay thương mại phải cất cánh tại cảng không Cà Mau. Và đặc biệt
thêm nữa là trong năm sau cả con Cà Mau đã tới thời điểm 90 để phát lên cho mình chiếc áo mới, đó là nâng cấp lên sân bay Quốc Tế rộng hơn, tiếp đón được nhiều tàu bay mới hơn. Và có một đề nghị cả con muốn gửi đó chính là dù thế nào các tổ chức cũng đừng quên cả con Cà Mau trong những ngày hội du lịch lần tiếp theo. Và lời cuối cùng xin chúc ban tổ chức, ban giám khảo nhiều sức khỏe, chúc cho hội thi của chúng ta có không dừng ở lần thứ 7 mà lần thứ 10, 15, 20 và trở thành thương hiệu cho sở văn hóa thể thao của tỉnh Cà Mau và của tỉnh nhà. Xin cảm ơn.